Trong những ngày đầu xuân năm mới, cán bộ thị trấn Phong Châu, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ đã tới thăm động viên gia đình thanh niên Nguyễn Xuân Lộc để em yên tâm lên đường nhập ngũ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống, có cả bố và mẹ đã từng là bộ đội. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Xuân Lộc đã có ước mơ được khoác trên mình màu xanh áo lính. Gia đình kỳ vọng môi trường trong quân đội là trường học lớn sẽ giúp em có những trải nghiệm mới để rèn luyện và phát triển bản thân. Với năm nay tôi vinh dự được gọi vào trong quân ngũ, tôi cảm xúc đầu tiên của tôi khi nhận được giấy báo lệnh gọi nhập ngũ và sau khi khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ đã đạt lại tiêu chuẩn loại tốt xong, tôi cảm thấy rất là vinh dự và vui mừng đứng trong hàng ngũ của quân đội năm nay. Qua quá trình huấn luyện và rèn luyện thì chúng tôi cũng được học tập rất là nhiều trong quân ngũ. Vì mấy chục năm rồi tôi vẫn nhớ là những cái 10 lời thề quân đội, 12 điều kỷ luật của quân đội. Thì tôi vẫn bảo con là tôi là thôi thế hệ trẻ, các con phải noi gương bố mẹ ông cũng là bộ đội, bố mẹ cũng bộ đội, các cậu cũng bộ đội, thì con cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của gia đình và nhà nước giao cho. Bên cạnh việc thực hiện tốt các bước tuyển quân, các địa phương của tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cấp ủy chính quyền chú trọng thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, góp phần giúp các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ. Đến thời điểm hiện tại, các huyện, thành, thị của tỉnh Phú Thọ đang tích cực chuẩn bị mọi mặt cho buổi lễ giao nhận quân, trang trí khánh tiết, chuẩn bị sân bãi và các điều kiện khác hết sức chú đáo. Cùng với đó, các địa phương tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo khí thế cho ngày hội tòng quân, phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức sắp xếp đội hình giao quân, xe đón tân binh theo từng đơn vị, đảm bảo khoa học, rà soát lại toàn bộ hồ sơ tân binh để chuẩn bị bàn giao đầy đủ cho các đơn vị nhận quân. Đối với tình cảm của cấp ủy chính quyền địa phương và chi bộ khu dân cư, các tổ chức đoàn thể từ khu dân cư là đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đồng chí tân binh cũng như là tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Bình quân có thể là mỗi suất tặng quà cho các đồng chí tân binh là từ 1.800.000 đổ lên đối với một đồng chí tân binh. Chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan ban ngành của huyện, các cơ quan ban ngành của xã và khu dân cư có công dân lên đường nhập ngũ đến kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên tân binh lên đường nhập ngũ, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đoàn cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện tổ chức cái đêm giao lưu văn hóa văn nghệ tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ, tạo không khí phấn khởi vui tươi để tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ. Thêm một mùa xuân mới lại về, những thanh niên đất tổ mang theo nhiều ước mơ, hoài bão và lý tưởng sống lên đường nhập ngũ. Tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, các chiến sĩ mới của tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.